Chào thiên thần nhỏ bé của mẹ. Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện cổ tích Chiếc thùng thần diệu. Ngày xưa có một ông nông dân rất nghèo. Một hôm ông đang đào đất thì tìm thấy một cái thùng rất to. Lúc đó vô tình ông đánh rơi một hạt dẻ vào trong thùng. Lập tức ông đếm được 81 hạt dẻ. Ngẫm nghĩ một lúc, ông lấy một đồng tiền vàng bỏ vào thùng. Thật ngạc nhiên, có 81 đồng tiền vàng hiện ra. Mọi vật ông bỏ vào đều thêm được 81 thứ giống hệt như thế. Rất đỗi vui mừng, ông nghĩ bụng, từ nay mình sẽ trở nên giàu có, không phải chịu cực khổ như trước nữa. Tên điền chủ biết chuyện người nông dân có cái thùng thần diệu, liền tuyên bố: cái thùng này được tìm trên đất của ta thì nó phải là của ta. Và hắn lấy đi cái thùng của người nông dân. Nhưng quan huyện cũng biết được, lại đến nói với tên điền chủ: cái thùng này đã tìm được trên mảnh đất nằm dưới quyền cai quản của ta, vì thế nó phải là của ta. Thế là hắn cho quân lính mang chiếc thùng này về. Tin về chiếc thùng thần diệu đến tai nhà vua, ông ta cũng tuyên bố: mỗi tấc đất ở đất nước này đều thuộc quyền cai trị của ta, như vậy chiếc thùng đó phải là của ta. Rồi cũng ra lệnh cho quân lính đem chiếc thùng về. Khi lấy được chiếc thùng thần diệu, nhà vua rất vui mừng và tăng thêm mọi vật quý báu trong cung điện: vàng bạc, ngọc ngà. Cung điện như một núi vàng núi bạc to lớn và lộng lẫy. Nhưng nhà vua rất băn khoăn, muốn biết có điều gì bí ẩn và kỳ diệu trong chiếc thùng đó. Thế là ông ta nhảy vào chiếc thùng, nhưng chẳng thấy gì cả. Khi ông ta leo ra khỏi chiếc thùng thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Có đến 81 người giống hệt nhà vua đang đứng trước mặt ông. Người nào cũng đòi quyền hành, giành giật ngai vàng của nhau. Mỗi người chiếm một phần đất rồi chém giết lẫn nhau. Cả đất nước chìm trong chiến tranh. Lúc này người nông dân mới than thở, hối tiếc vì đã tìm ra chiếc thùng thần diệu ấy. Ý nghĩa của câu chuyện này là vật dụng dùng để làm việc tốt hay làm việc xấu là tùy vào ý muốn và tâm tính của người sử dụng nó. Chiếc thùng mang lại điều tốt cho người nông dân, nhưng cũng là chiếc thùng đó lại mang đến chiến tranh loạn lạc cho đất nước. Sở dĩ như thế là bởi vì người nông dân và nhà vua có lòng tham và tâm tính khác nhau. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hôn con thật dài lên trán. Hẹn con ở câu chuyện sau nhé.